Xin chào bạn, hôm nay thì mình giới thiệu đến bạn là một món nồi của Tiger. Đây là nồi Tiger song gốm nhé các bạn. Nồi này thì có dung tích là 1 lít. Đấy, còn rất là đẹp luôn. Rồi, thì đây là nồi cao tần áp suất 2 bi của Tiger. Gọi là nồi xịn nhất của Tiger luôn đấy các bạn. Rất đẹp, không bể vỡ gì nhé các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video để giới thiệu cái nồi Tiger này, cũng như vừa bán hàng và vừa nấu thử cơm cháy cho các bạn xem luôn nhé các bạn. Rồi các bạn chờ mình đã đong gạo và vặn nước để đây rồi. Đấy, giờ mình sẽ bỏ và mình nấu thử cho các bạn xem luôn nhé. Rồi các bạn chờ mình nhé. Rồi bây giờ các bạn cùng mình đổ gạo và đong nước vào, rồi mình sẽ bật chế độ nấu cơm cháy nhé các bạn. Đấy, trước tiên thì cho bạn xem qua cái nồi, nếu mà nó chốt thì mình nóng mình gửi luôn. Đấy, doang vùng áp suất rất là đẹp luôn nhé các bạn, trong ngoài đều còn cực kỳ đẹp luôn nhé. Đấy, son cũng vậy, không có bong chóc gì nhé các bạn, son gốm rất là dày luôn các bạn này. Bên trong đây cũng vậy, rất là đẹp luôn. Rồi thì giờ mình sẽ tiến hành, mình đã vo gạo rồi nhé các bạn. Đây, gạo mình là gạo ở quê thì có thể là hạt gạo nó không được đẹp, nhưng mà gạo này thì mình vo nó ra nước nó đục các bạn, chứ còn gạo mua thì nó không được nước đục như gạo này. Rồi mình đổ nước nhé các bạn. Đấy, các bạn chú ý dùng nồi cơm Nhật này, các bạn bỏ nước nó ít hơn nồi Việt Nam rất là nhiều nhé. Mình canh xem. Rồi, nước này là có thể là được rồi đấy các bạn. Thêm một chút nữa cho chắc. Rồi, giờ mình sẽ đóng lại. Mình bật chế độ nấu cơm vào. Này, chế độ cơm trắng gạo ngon này các bạn. Rồi, mình bật chế độ nấu cơm cháy nhé. Hôm nay là mình test cơm cháy cho các bạn mà. Rồi, dẻo cũng mức 3 luôn. Đấy, tức là cơm cháy và dẻo là đều là cao nhất. Rồi, mình nhấn nút nấu nhé các bạn. Rồi các bạn chờ mình 56 phút nhé. Rồi đây các bạn, cơm đã được còn đã nấu được còn lại 4 phút. Thì các bạn nhìn này, hơi nó xông lên nhé. Xung quanh đây là không có xì nhé các bạn, rất là khô luôn. Đấy. Bây giờ bạn nào ưng thì chốt là mình đóng mình gửi cho các bạn luôn, không cần phải nấu lại nữa. Các bạn yên tâm nhé. Rồi các bạn chờ mình 4 phút sau cơm cháy chín thì mình mở các bạn xem nhé. Đấy, các bạn nghe thấy không? Vừa cơm vừa chín là nó có một giọng nói đấy các bạn. Thì giờ cơm đã chín rồi thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem nhé các bạn. Đấy. Đấy, các bạn đây, nó chín rồi này các bạn này. Đấy, thì giờ mình sẽ hủy nút hủy đi nhá. Đấy. Rồi mình sẽ mở ra các bạn xem. Đấy, các bạn nhìn là rất là khô luôn đấy, không có bị xì nhé các bạn. Không có bị xì hay gì nên các bạn yên tâm. Thì mình cũng nói với cái chia sẻ các bạn để chọn một cái nồi phù hợp ấy, thì bạn nào mà ưng ăn cơm tơi ấy các bạn, thì các bạn chọn Tiger nhé các bạn. Chứ các bạn đòi ăn cơm, các bạn ưng ăn cơm mềm ấy, thì các bạn chọn Tiger thì nó không đúng. Tất nhiên cơm tơi này không phải là tơi khô đâu các bạn, tơi này là tơi mềm, tơi dẻo nhé các bạn. Đây, các bạn nhìn cơm cháy đây, mình sẽ cố gắng làm sao cho nó lật hết lại luôn, không hề bị dính nhé các bạn. Để mình lấy cái đĩa các bạn ơi, các bạn chờ mình. Mình có cái nắp nồi đây. Đấy, các bạn thấy cháy ngon không? Cực kỳ ngon, rất là thơm luôn các bạn. Thơm luôn, tại vì nhiệt độ lên đến 280 độ C các bạn. Rất là ngon, rất là thơm luôn. Thì các bạn có thể điều chỉnh. Đấy, các bạn có thể điều chỉnh được cái cháy này, nó có thể cháy hơn nữa. Tức là vẫn mức 3 nhưng mà các bạn có thể điều chỉnh nó cháy hơn nữa, hoặc là các bạn có thể điều chỉnh nó ít cháy hơn bằng cách mình chia sẻ cho các bạn một vài cái video như lần trước các bạn. Video trước ấy thì mình cũng có chia sẻ rồi. Thì các bạn chọn theo, mình giữ phím này các bạn này.
mình lại quên mất rồi. Thôi các bạn cứ xem cái kênh của mình đi, các bạn xem cái video mình chia sẻ trước đi, là mình có chia sẻ với các bạn đấy. Rồi đây là cái cơm này các bạn, đấy các bạn nhìn này, hạt cơm nó cũng rất là săn luôn nhé các bạn, cháy rất là dài luôn, giòn luôn các bạn nghe mình ăn đấy, nó sợ sạo luôn nhá, đấy giòn luôn các bạn chứ không phải dai đâu, rất là ngon luôn. Các bạn có thấy giòn không? Rồi bạn nào có nhu cầu mua cái nồi này thì liên hệ ủng hộ mình nhé. Mẫu này mình đang bán với giá là 4,5 triệu các bạn. Rồi mình cảm ơn các bạn nhé, xin chào các bạn.